Ok, và hãy xin chào các bạn đến với channel của mình là bữa nay và ngày hôm nay. Thì mình sẽ làm một cái clip về về một cái tin rất là buồn. Thì mình cũng cực kỳ buồn nên mình phải báo cái tin này. Thì về cái game mà các bạn yêu thích nhất, game Fimro, cái game mà các bạn yêu thích mà mình cũng rất là yêu thích nó. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại là máy mình không có nào chơi nữa. Mình nghĩ là có thể là cái crack của nó mình đã bị fix, fix lại rồi, có nghĩa là bị sửa lại rồi. Hoặc là cái cái máy của mình nó không có nào chơi nữa. Và bây giờ thì mình sẽ thiết mình cho anh em xem nha. Thì mình cứ vô vô bình thường. Đâu rồi ta? Nó sẽ bị một cái hình ảnh nó ra rất là kỳ, nó kêu là không thể nào vô được, là do là cái gì mà rất là khó hiểu, nói chung là không vô được thôi. Và mình không thể nào quay clip đó nữa, nhưng mà mình hứa với anh em là mình vẫn sẽ quay những cái clip như là 7554 hoặc là Assassin, hoặc là những cái nào đó anh em có thích thì cứ bình luận phía dưới. Và mình cũng cực kỳ buồn chứ không phải là vui sướng gì khi mà cái Fimro của mình không thể nào mà quay được nữa. Vì cái Fimro của mình á là cái game mà được rất là nhiều người thích và mình không có muốn là nó bị mất đi. Nhưng mà bây giờ thì không thể nào vô được nữa. Mình cực kỳ buồn, thật là đau lòng vì phải xem vừa lại những cái clip mà mình vừa làm cách đây một tuần mà bây giờ không thể nào vô được nữa. Đáng lòng lắm em ơi. Ok, thì clip mình xin dừng tại đây nha. Ok, bye anh em.